Quý vị, các bạn, các em thân mến, và có lẽ đến với thành phố biển Nha Trang, chúng ta không thể nào không đến với những ngôi tháp Chàm thật là cổ kính, và nơi đó có những pho tượng cổ của nữ thần Shiva. Và bây giờ người hành tinh đã bắt sóng, biết được điều này, cho nên tạo nên một tiết mục rất độc đáo, đó là tiết mục các nữ thần để thể hiện sức mạnh của người phụ nữ. Mời quý vị, các bạn, các em dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cổ vũ cho tiết mục. Fuck!